Xin chào cả nhà, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Mr. Money. Hôm nay mình vào bếp và mình làm món gà nướng với khoai tây. Gà này thì mình đã rửa sạch, mình cắt làm đôi. Ở đây là mình mua đùi gà và mình cắt bỏ những cái phần mà nó nhiều mỡ, nhiều da đó. Nhà mình không có dao lớn để chặt gà nên mình cắt ngay cái khớp như thế này cho nó dễ. Đây là đùi gà công nghiệp, mình mua người ta bán giá khá là rẻ, một hộp 1,1 kg có 91.000 đồng. Khi cắt xong rồi thì mình sẽ dùng giấy để mình thấm cho nó khô cái da gà. Bây giờ mình dùng cái cây này và mình xăm cái da. Mình xăm nhẹ trên cái da để lát nữa khi mà mình ướp gia vị đó thì nó sẽ thấm hơn. Mình sử dụng cái cây này là cái cây mà để xiên thịt làm cái món fondue, tức là chiên trong dầu đó. Thì nhà mình không có cái cây mà chuyên để xăm thịt nên mình có cái gì thì mình sử dụng cái đó. Bây giờ mình sử dụng bột nêm để ướp gà. Bột nêm này là dành riêng cho ướp gà. Trong cái bột nêm này thì họ có cho cái ớt bột đỏ đó, cho nên là cái màu ướp gà nó cũng đẹp. Và trong này có những cái cây gia vị cho nên cái mùi nó rất là thơm. Mình chà mạnh để cho thịt thấm gia vị. Bây giờ mình lật lại và ướp mặt dưới. Ướp gà xong rồi thì mình gọt khoai tây. Lần này mình mua khoai tây củ rất là to cho nên là gọt cũng dễ hơn. Cái bào này mình mua cái bào hiệu Gifro đó cả nhà. Nó rất là bén và nó được cái là nó gọt được hai chiều luôn. Mình gọt chiều nào cũng được. Còn có loại bào thì mình chỉ có gọt ngược được thôi. Cán cầm của nó cũng bằng inox luôn. Mình mua cũng khá lâu rồi. Mình mua với giá là 6 euro là khoảng 100 mấy chục ngàn á. Ở Đức người ta ăn khoai tây rất là nhiều và khoai tây trồng được cho nên là giá rất rẻ. Khoai tây thì chế biến ra được vô số món luôn, như là luộc, nướng, xào, chiên, rồi nghiền với sữa, hoặc là bào miếng ra và nấu với sữa cũng rất là ngon. Mình gọt xong, mình đã rửa sạch khoai tây. Bây giờ thì mình cho một chút dầu vào trong cái khay. Để khi mình xếp khoai tây lên, mình nướng, khoai tây nó không có bị dính cứng xuống khay. Mình cắt khoai tây ra làm đôi. Mình gọt khoai tây hơi nhiều cho nên xếp nó khá là chật. Mình cắt lá hương thảo. Lá hương thảo này cho vào khoai tây thơm lắm cả nhà. Mình rửa sạch và để nguyên cái cành như thế này, xếp lên khoai tây. Mình cho một chút muối hột. Bây giờ thì xếp thịt gà lên. Xếp thịt gà lên khay thì mình để cái mặt da lên trên.
để cái thứ nhất là cái thịt nó không có bị khô phần dưới và cái da nó sẽ giòn hơn. Cái lá hương thảo này đó mình ướp thịt cũng rất là ngon, nhất là ướp với thịt bò đó. Nếu như mà bạn nào mà làm bò bít tết, bò steak đó, thì mình có thể cắt cái miếng thịt ra trước, xong rồi mình ngâm với dầu ô liu và mình cho cái lá hương thảo này vào ngâm chung. Gà này nãy mình ướp cũng được hơn 30 phút rồi. Khi mình xếp gà lên trên khoai tây đó thì nó sẽ giúp cho cái mặt dưới của gà không bị khô khi nướng và khoai tây cũng sẽ không bị khô. Mình cho vào lò nướng bật 200 độ C và để khoảng 1 tiếng, sau đó thì mình sẽ kiểm tra xem là chín chưa. Lò nướng chủ cũ họ vứt hết cái vỉ nướng đi cho nên là mình phải kê đồ lên nướng. Trong thời gian chờ nướng gà thì mình đi đổ vỏ khoai tây. Hôm nay trời nắng nên khi mình ra vườn thì nghe tiếng chim hót líu lo. Sau một tiếng thì mình bật cái chế độ quạt lên để cho cái da nó giòn. Khi mình thấy da vàng rồi thì mình sẽ lật lại để cho cái phần dưới nó chín. Giờ gà và khoai tây đã chín rồi này cả nhà. Khi gà chín thì mình lại lật cái bề da lên trên, nướng chút xíu nữa để cho cái da nó giòn. Thơm lắm luôn. Gà chín mềm và rất là thơm. Nướng 1 tiếng rưỡi thì gà của mình đã chín rất là thơm ngon. Bây giờ thì mình sẽ cắt bánh táo để ăn. Bánh táo này thì mình nướng từ hôm trước và mình vẫn để trong khay. Lúc nào ăn thì mình sẽ cắt ra. Ăn bánh táo thì mình ăn cùng với lại kem tươi mình đánh bông lên. Bây giờ thì mình cũng xin dừng video lại đây. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video. Và nếu các bạn cảm thấy thích video này thì nhớ bấm like, bấm share và bấm đăng ký kênh để đón xem những video mới nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều và xin hẹn gặp lại ở video lần sau.